thu 7 bể qua nè. Lâu lắm mới xuống lại không? Khu này có 7 ao, 7 bể, mỗi bể 600 mét vuông. Bể này mới dèo tôm. Tôm được 5 ngày tuổi. Thả 1 triệu giống. Ương ra, ương để vài bữa sang ra. Năm nay Hà chơi gối dụ, tức là mình thu trước một ao để mình ương, rồi những ao kia cứ từ từ thu sau. Đang thu tôm. Bể này thu xong rồi nè. Thu vài bữa nữa là xong luôn. Cái lón trước này 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi.